Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 16 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay phía trước của Tòa Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin. Và phía trước của nó là một cái dòng sông rất đẹp và lớn. Đứng ở đây thì chúng ta có tưởng tượng ra giống như cái vùng biển, vùng nước của hải đảo của Việt Nam. Và cái điều đó cũng dẫn đến nhiều cái thông tin khác nhau trong thời gian vừa qua mà các bạn thấy. Đó là việc ngay hiện nay thời điểm này là 3 chiếc tàu pháo của Trung Quốc đang tiến gần và hộ tống chiếc tàu Hải Dương 8 đang tiếp tục thăm dò trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và mãi 3 ngày sau khi Trung Quốc tiến cái vùng này thì Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng và phản đối. Đó là cái thông tin ngày hôm nay chúng ta cũng có thể thấy và ghi nhận ở trên những cái trang truyền thông ở trong nước. Đây là họ ghi rất rõ là Trung Quốc tái diễn vi phạm nghiêm trọng, Việt Nam yêu cầu rút hết tàu. Tức là trong này có rất là nhiều tàu, thưa các bạn. Và thêm một thông tin nữa mà bà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng là theo thông tin của các cơ quan chức năng, ngày 13 tháng 8, tàu khảo sát Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống của Trung Quốc đã trở lại hoạt động xâm phạm vùng biển Việt Nam. Đây là cái thông tin các bạn có thể tham khảo ở trong nước. Và cái thông tin được đưa ra là khá muộn trong thời gian vừa qua, phải những 3 ngày sau. Và kèm với thông tin này thì không có những thông tin chi tiết mà các bạn biết ngay ngày hôm nay Trung Quốc tiếp tục điều thêm một tàu nữa ra để hộ tống. Đó là tàu Trung Quốc vừa gửi tàu hải cảnh sao lĩnh 46111 từ Hoàng Sa tới để hỗ trợ hộ tống tàu Hải Dương 8 thăm dò địa chất trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và đây là hình ảnh của chiếc tàu đó do Phó giáo sư Mortician, ông giảng dạy trong trường Đại học Hàng hải Hải quân Mỹ, và ông ta tiện liên tục cập nhật những thông tin mới nhất. Và các bạn hãy vào trang tweet của ông để được biết những thông tin như vậy. Và chiếc tàu này được trang bị pháo và nó với cái mũi nhọn và sẽ đâm cản rất nhiều khi mà tàu cảnh sát biển Việt Nam hoặc là tàu ngư dân Việt Nam tới gần. Và hình ảnh kỹ hơn nữa mà các bạn thấy, đây là chiếc tàu đó phóng to ra. Trung Quốc hiện nay đã trang bị rất nhiều cho hải quân của họ sau khi họ ra sách trắng vào trong thời gian vừa qua, thì lực lượng quân đội của Trung Quốc đã được nâng cấp và đóng thêm nhiều tàu mới để họ khẳng định cái chủ quyền của họ ở vùng Biển Đông, và trong đó là cái đường lưỡi bò mà họ đã vẽ ra. Và điều này đã gây cho Việt Nam nhiều cái khó khăn trong thời gian qua, cũng như chắc chắn trong thời gian tới Việt Nam sẽ còn tiếp tục gặp phải những cái sự quấy nhiễu và khó khăn từ phía Trung Quốc. Và người dân thì lại biết được những thông tin này từ trước đây nhiều ngày rồi, mà không phải trong báo chí chính thống trong nước, tức là báo chí nhà nước, mà lại thông qua những trang báo của nước ngoài như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài FI, FA, Thời báo DE, cũng như những trang web và trang blogger tự do khác. Và tại sao Việt Nam lại không đưa những thông tin này ngay ra để phục vụ người dân Việt Nam? Bởi vì họ vẫn quen cái thói giấu giếm thông tin, giấu người dân. Nhưng bây giờ thông qua mạng xã hội, với hàng chục triệu tài khoản mạng xã hội, người Việt Nam luôn luôn cập nhật thường xuyên, và họ đưa bản thân, họ cũng là những người phóng viên, họ đưa tin thường xuyên lên trên mạng xã hội. Chính vì vậy mà chính quyền dường như không thể giấu tiếp được những thông tin này, cho nên phải 3 ngày sau khi tàu Hải Dương 8 quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì phía Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đưa ra những cái thông báo và phản ánh đó. Và đây là hình ảnh các bạn thấy rất rõ, trong thời gian vừa qua chúng tôi đã liên tục đăng tải, cũng như các đài ở các nước trên thế giới đăng tải, là tàu Hải Dương 8 đã quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và cái điều này là rất rõ ràng và người dân Việt Nam đã biết từ lâu, nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay mới đưa ra. Thì đấy là cái điều Việt Nam cần phải sửa đổi trong thời gian tới. Khi mà Việt Nam hội nhập với quốc tế thì không thể im lặng trước những cái bất công, không thể im lặng đặc biệt là với việc mà Trung Quốc liên tục xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Đấy là điều dân Việt Nam cần phải biết, và chính phủ không nên giấu giếm điều đó. Và cũng minh chứng cho điều đó các bạn thấy rất rõ ở cái sự kiện như trước đây đã từng có, ví dụ như trường hợp mà ông Nguyễn Bá Thanh khi mà bị ốm và được điều trị ở nước ngoài, tức ở Mỹ, và khi mà đi ra nước ngoài đã điều trị như thế này, và có những hình ảnh rất rõ ràng được đăng trên mạng xã hội và đăng tải cụ thể, nhưng truyền thông nhà nước cũng vẫn giấu giếm và không cho dân biết những cái thông tin như vậy. Và đây là cái điều mà rất tệ hại, và khi mà người dân không biết đầy đủ những thông tin thì chắc chắn rằng cái việc họ xử lý cái công việc kinh doanh cũng như là những cái đời sống của họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và thậm chí dẫn đến những cái sai sót rất lớn và gây thiệt hại, là cái người dân sẽ phải thiệt hại rất nhiều. Và ngay lúc này thì sao? Thì các bạn chứng kiến là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cái người đứng đầu nhà nước, ông Nguyễn Phú Trọng,
thì vẫn lo, chỉ lo vấn đề là sắp xếp ghế và nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 13 mà không hề có bất cứ một cái thông tin nào trong cái việc mà chủ quyền biển đảo của Việt Nam đang rất lâm nguy. Thì đây là cái bài báo ra ngày 16 tháng 8, ngày chính ngày hôm nay đã đưa và ghi rất rõ là ông Nguyễn Phú Trọng là chuẩn bị nhân sự. Đảng cảnh báo tư duy cục bộ thân quen, tức là ông ta vẫn rất lo cái chuyện đó. Và ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm 13 tháng 8 đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các bộ các cấp và Đại hội thứ 13 của Đảng. Thì đây là cái thông tin các bạn nhìn thấy và cái hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cũng thấy như thế này. Nhưng nếu các bạn phóng to hình ảnh này ra thì các bạn sẽ thấy rất rõ là đây là rất nhiều cái những cái hình ảnh, rất nhiều những cái chỗ đã bị photoshop, tức là bị làm lại ảnh. Và ở tay ông ta thì vẫn đeo cái đồng hồ điện tử để theo dõi nhịp tim. Thì phải nói rằng là sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng rất yếu, rất khó khăn trong những cái việc để điều hành đất nước như vậy. Nhưng ông ta đã không màng, không hề phát biểu bất cứ một câu nào về vấn đề khi Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền. Bởi vì theo những thông tin mà chúng tôi biết được thì hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng có những bác sĩ đặc biệt từ Trung Quốc sang để điều trị cho ông về cái lần đột quỵ lần đầu tiên vào ngày 14 tháng 4 năm 2019 tại Kiên Giang. Và cho đến nay thì sức khỏe của ông đã dần hồi phục. Nhưng cái sức khỏe đó và những cái thuốc và những cái để chữa trị cho ông Nguyễn Phú Trọng thì lại được nhập và đưa từ Trung Quốc sang rất nhiều. Đấy. Vậy thì ông ta phải phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Cái tính mạng của ông phụ thuộc vào Trung Quốc. Thì đương nhiên là cái việc mà ông phản đối khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam là rất khó. Bởi vì khi ông nói những cái điều mà Trung Quốc không mong muốn nữa, không ưng, thì có thể họ sẽ rút những bác sĩ này về, hoặc là những cái thiết bị y tế, hoặc là những cái biểu đồ điều trị sẽ không được thực hiện một cái đầy đủ, thì có thể nguy hiểm đến tính mạng của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì cũng có thể đấy là một cái nguyên nhân mà làm cho ông Nguyễn Phú Trọng phải im lặng trong cái thời gian vừa qua, mà cho đến tận ngày nay khi mà Bộ Ngoại giao liên tục đã ra nhiều công hàm phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Lần thứ nhất, công hàm phản đối sách giáo khoa của Trung Quốc đăng sai trái về biển đảo của Việt Nam, rồi công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, và ngay ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến tiếp một công hàm tiếp tục phản đối Trung Quốc xâm phạm cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng ông Chủ tịch nước vẫn không hề nói hoài đến, không hề nói đến những vấn đề này. Dường như ông ta không quan tâm hoặc ông ta né tránh vấn đề này. Nhưng mà chỉ những cái vấn đề rất nhỏ như một chiếc xe biển xanh ở Hậu Giang trước đây, thì ông ta đã nói rằng ông ta đọc báo và ông ta biết được điều đó, và ông ta phản ứng nhanh, chỉ đạo rất quyết liệt để có thể kỷ luật đảng viên đó thế nọ thế kia. Nhưng những cái vấn đề rất nghiêm trọng thế này thì ông ta lại không hề chỉ đạo và không hề nói bất cứ một câu nào. Đấy là cái điều rất đặc biệt của ông Nguyễn Phú Trọng, mà có lẽ tới đây những cái người lãnh đạo quá nhiều tuổi như ông thì nên về hưu sớm, đúng tuổi, và cũng như nhường lại những cái vị trí lãnh đạo đó cho những cái người thế hệ trẻ xứng đáng hơn, và họ có hiểu biết về luật pháp quốc tế cũng như biết về ngoại ngữ và biết giao tiếp như những cái người được đào tạo ở nước ngoài, ở những đặc biệt là những nước thuộc nền thể chế dân chủ và tự do. Thì có như vậy thì Việt Nam mới có thể phát triển được. Và cho đến giờ phút này thì Trung Quốc đã liên tục tập trận, đưa các tàu chiến ra, rồi liên tục đưa các tàu hải cảnh ra để đâm, để đẩy các tàu của cảnh sát biển Việt Nam, để họ tiếp tục có những cái việc mà điều thăm dò trong cái thềm nền đặc quyền vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng các lực lượng hải quân của Việt Nam dường như là ém nhẹm đi, rồi những chiếc tàu ngầm của Việt Nam thì cũng không thấy đâu cả, cũng mất tích luôn, không nhìn thấy gì cả. Mà rõ ràng là Việt Nam các bạn đã thấy là có những chiếc tàu ngầm như thế này, nhưng mà không đem ra để có thể tập dượt, hoặc là cũng như những cái nước khác để khẳng định rằng là Việt Nam không sợ Trung Quốc, mà chúng tôi sẵn sàng có những cái biện pháp đáp trả một cách đích đáng. Nhưng mà những chiếc tàu ngầm này là Hải quân Việt Nam đã mua, tàu ngầm Kilo của Nga, nhưng mà không biết bây giờ nó ở đâu, cũng có thể nó hỏng, cũng có thể nó giấu ở đâu đó để khỏi bị Trung Quốc phát hiện hay là như thế nào. Thì cái điều đấy là cần phải suy nghĩ, bởi vì những cái lúc như thế này thì phải khẳng định về cái việc mà đấu tranh bằng hòa bình, biện pháp ngoại giao, nhưng cũng phải khẳng định phía Trung Quốc biết rằng là Việt Nam sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công và bị có những cái hành động ở trên biển đối với các tàu của cảnh sát biển Việt Nam cũng như tàu hải quân Việt Nam và ngư dân Việt Nam. Và gần đây nhất họ chỉ đưa ra những một số cái hình ảnh về một số cái tên lửa nào đó mà họ mua của Nga. Ở đây các bạn nhìn thấy, đây là tên
ngày 11 tháng 8, báo Việt Nam đã đăng là Việt Nam chính là quốc gia được nước ngoài duy nhất được Nga chuyển giao cho công nghệ hệ thống tên lửa diệt hạm hành trình P-35B với đầu đạn nặng 1 tấn, tầm bắn gần 500 km. Tên lửa P-35B của hệ thống Redoute-M được coi là một trong những tên lửa diệt hạm cực kỳ nguy hiểm trên Biển Đông. Và họ đưa những hình ảnh này ra để dường như là răn đe Trung Quốc. Nhưng mà các bạn nhìn thấy những cái chiến sĩ của quân đội Việt Nam đấy, họ vẫn đội mũ cối, đeo túi vải, rồi cẩu tên lửa lên như là cẩu sắt vụn. Rồi không thể hề thấy có trang thiết bị gì để hỗ trợ cho những cái việc này cả. Và ngay cả khi mà những cái mũ cối này thì người ta không thể dùng trong cái việc mà chiến đấu được. Mà bây giờ phải dùng những cái áo giáp và dùng những cái mũ để chống đạn và để bảo vệ cái sinh mạng của chiến sĩ, chứ không thể dùng những cái trang thiết bị như là những cái thời năm 1960-61 này được. Đấy, và chắc cẩu lên cẩu xuống vài quả tên lửa này và đem ra để đưa lên báo thì cũng không thể đem lại cái điều gì, nếu như nói không thể nói là chỉ làm cho Trung Quốc thêm bật cười vì những cái việc mà Việt Nam đã làm để điều đó. Vậy Việt Nam cần phải lập tức có những cái động thái rất rõ ràng, ngay cả về mặt quân đội, về mặt quân sự và kể cả về mặt hải quân, phải có những tập dượt, phải có liên tục có những cái thông báo, thông tin để cho các phóng viên báo chí không những trong mà ngoài nước họ đến tận hưởng, tận mắt họ xem và họ đưa tin để khắp thế giới họ biết rằng là Việt Nam cũng có những tiềm lực quốc phòng và cũng có những cái chính sách để đáp trả, cũng có những cái phương tiện để đáp trả nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam và nếu Trung Quốc tiếp tục gây hấn đối với những cái vùng chủ quyền biển đảo của Việt Nam, và điều đó rất quan trọng trong thời gian tới. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de từ Berlin ngày hôm nay thứ 6, ngày 16 tháng 8 năm 2019, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy để lại những bình luận cũng như những góp ý và những yêu cầu về thông tin để chúng tôi có thể tiếp tục phục vụ các bạn trong thời gian nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, chúc các bạn có một buổi tối an lành và có một ngày cuối tuần vui vẻ.